Lời Chúa theo Thánh Gioan, chương 6, câu 22 đến 29. Hôm sau, đám đông dân chúng còn đứng ở bên bờ bên kia biển hồ, thấy rằng ở đó chỉ có một chiếc thuyền và Đức Giêsu lại không cùng xuống thuyền đó với các môn đệ, nhưng chỉ có các ông đi mà thôi. Tuy nhiên, có những thuyền khác từ Tiberia đến gần nơi dân chúng đã được ăn bánh sau khi Chúa Giêsu dâng lời tạ ơn. Vậy khi dân chúng thấy Đức Giêsu cũng như các môn đệ đều không có ở đó, thì họ xuống thuyền đi Capernaum tìm người. Khi gặp thấy người ở bên kia biển hồ, họ nói: "Thưa Thầy, Thầy đến đây bao giờ vậy?" Đức Giêsu đáp: "Thật, tôi bảo thật các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc, không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực trường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực con người sẽ ban cho các ông. Bởi vì chính con người là đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn?" Đức Giêsu trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm là tin vào đấng người đã sai đến." Quý vị và các bạn thân mến, con người không thể một mình trở nên bảo chúa hay đồ tể, cần phải có một đám đông phụ họa tung hô và góp sức. Một Hitler không thể trở thành một đồ tể nếu không có những người Đức tuân theo chủ nghĩa dân tộc của ông. Một Pol Pot làm sao có thể biến ruộng lúa thành những cánh đồng giết người nếu không có người tiếp tay. Ở thời đại nào, đám đông cũng có thể là một sức mạnh dù mù quáng, hành động thiếu suy nghĩ và bị lôi cuốn bởi dòng chảy của sự dữ. Trước khi bị các thượng tế và tổng trấn Phi-la-tô kết án, Chúa Giê-xu bị chính đám đông kết án. Đám đông đã từng tung hô người trong ngày người khải hoàn vào Giê-ru-sa-lem, cũng như chính đám đông đã gào thét đòi đóng đinh người vào thập giá. Bi kịch ấy dường như đã được Thánh Gioan báo trước trong bài tin mừng hôm nay. Đám đông được Chúa Giêsu cho ăn no nê ngày hôm trước, hôm sau vẫn đứng bên kia biển hồ. Chúa Giêsu đã đọc được động lực thúc đẩy họ tìm kiếm người. Họ tìm kiếm người không phải người là đối tượng của khát vọng tìm kiếm của họ, mà chỉ vì đã được người cho ăn no nê. Họ tìm kiếm người không phải vì đã nhận ra ý nghĩa của phép lạ nhân bánh và cá ra nhiều. Họ tìm kiếm người không phải vì giáo huấn của người, không phải vì những giá trị cao quý của cuộc sống mà người đến để bày tỏ. Đám đông ấy bị lôi cuốn bởi những cái hời hợt nhất thời và chóng qua là cơm bánh. Đây chính là bi kịch đã xảy ra cho Chúa Giêsu. Đám đông đã khước từ Chúa Giêsu và treo người lên thập giá, chỉ vì người hành động theo những xác tín xây dựng trên đạo lý, trên tiếng gọi lương tâm. Dĩ nhiên, nói đến đạo là nói đến đám đông. Chúng ta lãnh nhận đức tin trong một cộng đồng. Chúng ta sống và thể hiện đức tin trong một cộng đồng. Chúng ta cần có một đám đông nào đó để nâng đỡ niềm tin của mình. Tuy nhiên, đám đông ấy cũng dễ lôi kéo và biến việc thể hiện đức tin của chúng ta thành một lối giữ đạo hình thức và máy móc, chứ không còn là gặp gỡ thân tình với Chúa, với tất cả niềm sắc tín và tình yêu. Lạy Chúa Kitô phục sinh,
Xin Chúa luôn là đối tượng của sự khát khao và tìm kiếm của chúng con, để trong mọi sự, chúng con có thể thốt lên như Thánh Phaolô: Tôi sống, nhưng không phải tôi sống, mà chính là Chúa Kitô sống trong tôi. Amen.